May là chiến game luôn. Thì đây là một trong những cái con game mà người phát triển con game này, người ta đã làm con game này trong vòng một tuần, và nó đang là một trong những tựa game gây sốt ở trên cộng đồng Reddit. Đấy, thì giới thiệu nôm na là mình sẽ nhập vai vào một nhân vật gọi là nhân vật sát thủ. Nhiệm vụ sát thủ là mình sẽ phải đi lấy vũ khí và giết người. Đấy, thì hôm nay là chúng ta sẽ thử luôn trò đang gây sốt ở trên Reddit nó như thế nào. Mà các bạn biết là Reddit là một trong những cái diễn đàn kinh khủng rồi, đầy đủ mọi 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 thể loại rồi. Em phá đảo rồi à? Ở đây bây giờ anh mới lần đầu anh động vào. Ok, chúng ta sẽ thử luôn nhá. Cái link game thì nó ở trên này các bạn ơi. Đây, link game đây. Nếu các bạn nào muốn thử thì tôi post lên đây cho mọi người. Đấy. Nào, bây giờ chúng ta sẽ thử luôn xem nó như nào. Run game, ấn F11 cho nó to nhá. Ồ, cũng chả to lắm nhỉ. Đây đây đây, kéo này, ok chưa các bạn ơi? Nhìn này ok đúng không? Game đéo âm thanh à? Cho bé lại một tí đi cho nó co co lại. Sao không? Đây đây, như này đi nhờ, như này nhìn ok. Ấn Spec để bắt đầu, ok, Spec để bắt đầu. Rồi. Silomon có là thủy thủ mặt trăng xuất hiện ở nhà số 50. Tôi đã gọi cho cô ấy nhưng mà cô ấy không nhớ tôi. Có là báo đài đang đưa tin. Có vẻ như đây sẽ là tập cuối cùng của thủy thủ mặt trăng mang tên The Man Man. Thời tiết ngày hôm nay khá nóng. Có một chàng trai xuất hiện ở đằng sau thủy thủ mặt trăng không biết để làm gì. Chúng tôi không nhìn rõ mặt của anh ấy nhưng mà anh ấy đứng ở trước một cái cánh cửa đang bị khóa và anh ấy hình như là lẻn vào bằng cửa sổ. Đây là một thông tin mới, thành ra mọi người cũng không nên quan tâm quá nhiều, cứ ngủ đi. Và sau đây là bài hát Now That God Icon Ua Music To Sleep To Vol 25, một trong những bài hát xuất hiện trong album số 25. Mình đang ngủ đúng không? Mình đang ngủ đúng không? Rồi, lưu cái gì đấy? A W Q E S. À đây, mình đây các bạn ơi. Tôi đây. Mẹ em bị sát thủ đây. Ủa sao tật nguyền này ta? Ô sao không đứng được? Ô kìa. Quy E đó. Em bị sát thủ đéo gì. Ủa bây giờ bò lùi lại nhau. À đây rồi đây. Đây 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 tôi. Đây đây tôi sẽ rẽ sang bên. À có mình sẽ phải giết cái thằng đang nằm. Mình giết cái thằng đang nằm các bạn ạ. Mày chết với bố mày rồi. Tôi mang theo hung khí. À Get the Knife quá. Chúng ta sẽ phải đi tìm con dao. Đéo đi được luôn. Làm sao để. Mẹ con game khó thế như lại. Đây rồi đây rồi đây rồi đây rồi đây rồi đây rồi. Tôi đây rồi. Rồi. Mày chết với bố mày rồi. Ủa kìa sao đéo rẽ được nhở. Ở đây quy quy quy. Rồi ok. Mày trước tiên đấy. Trước khi gây gây án các bạn hiểu không. Trước khi gây án thì chúng ta sẽ phải là lục lục lọi nhà của nạn nhân để xem là nó có giấu cái gì không. Rồi xong thế này thì đi thế đéo nào được nữa. Tôi bị tù đè rồi. Đây 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 ok. Ôi các bạn thấy 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 khuôn mặt của tôi chưa? Trông nó nguy hiểm chưa? Rồi. Giờ làm sao? Giờ làm sao tôi trèo lên để tôi đâm được nó? À các bạn. Tạo hiện trường giả, đúng rồi, đúng rồi. Từ từ nhá. Các bạn chờ tí tôi múa. Đây chân chân đây rồi. À đây là chân này. Đấy, các bạn thấy tôi giơ chân chưa? Rồi. Chân trái này. Đấy, chân phải này. Ok. Rồi, đầu này. Như tôi khỏe không? Tôi có thể nâng được cái tủ này lên với cái trạng thái với cái thao tác như thế này, có bạn nào làm được không? Giữ nút á? Giữ nút không được, phải nháy cơ. Thôi bỏ mẹ rồi. Từ từ chơi 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 lại đi các bạn ơi.
mẹ, cái dù nó đè lên đéo đi được. À đâu rồi? Không không, mình phải vượt qua, mình phải vượt qua AD. Đây rồi, đây rồi. Tôi vẫn làm được các bạn ạ. Đây, tôi sẽ dùng chân. Tôi sẽ dùng chân vào đầu. Rồi, tôi nâng được cái tủ lên rồi. Mẹ. Rồi. Ok. Con mẹ đéo thoát ra được khỏi cái tủ. Sát thủ kiểu này nó khổ quá. Làm thế nào bây giờ? Tôi bắt đầu di chuyển lung tung rồi. Hay là chúng ta sẽ di chuyển ra ngoài cửa sổ nhở? Ok, sao lại chui vào gầm giường tiếp vậy ta? Từ từ. Game điều khiển khó quá. Game điều khiển khó lắm các bạn ơi. Từ nhá, bây giờ mình muốn lùi lại. Đây, mình sẽ phải chổng mông lên này. Chổng mông này, xong rồi bắt đầu tôi nói thật, tôi đéo thể nào mà dậy được luôn đấy. làm sao để đứng được, ép để đứng á? Không đứng được. Vướng mẹ cái bàn rồi. Được rồi, tôi nghĩ là mình sẽ phải lách. Khó quá các bạn ơi. Đây rồi. Mình sẽ chui qua cái khe hở này các bạn nhá. Đây rồi. Mình sẽ trườn ra ngoài kia. Rồi, đi được rồi các bạn ơi, đi được rồi. Rồi. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta sẽ phải đi sang căn phòng bên này đúng không? Chúng ta sẽ đi kiếm con dao. Get the knife mà. Yên tâm, tôi làm được. Ok. Đây rồi, tôi sẽ di chuyển theo kiểu rắn trườn các bạn ạ. Thấy chưa? Rồi, đây rồi. Con dao ở bếp. Ok, tôi sẽ lấy con dao, tôi phải giết thằng này. Tôi ghét thằng này từ lâu lắm rồi. Mẹ mày nợ tiền đéo chịu giả à? Mẹ mày, bố mày sẽ lấy dao. Yên tâm các bạn ơi, tôi làm được. Mặc dù tôi mới vào nghề thôi. Nhưng mà như này thì đối phương mới chủ quan. Nghĩ rằng là mình sẽ không giết được nó, nhưng mà thực chất là tôi giết được. Cái bàn này đi ra còn mẹ. Ok, các bạn bình tĩnh thôi. Tôi làm được. Đây rồi. Con dao trước mặt rồi. Tôi sẽ lấy con dao này. Cái con mẹ. Tôi làm được. Nhưng mà đứng kiểu đéo gì ta. Anh Nam cho em 10k mua skin thứ tư. Đây rồi. Kindarel. Rồi, xong với bố mày rồi. Mày, mẹ mày nợ không giả à? Các bạn thấy cái thao tác nhìn cái dáng cầm dao của tôi trông nó nguy hiểm không? Các bạn nhìn nó trông đã đủ uy tín chưa? Mẹ mày chắc chắn là đây không phải là nạn nhân đầu tiên. Xấu số nằm xuống trước tay của tôi, thấy chưa? Trông cái thao tác đi này. Đấy. Nhìn đây này, tôi bắt đầu di chuyển. Ấy. Mẹ mày kinh chưa? Các bạn thấy cái thao tác đâm chưa? Uy lực chưa? Đấy, bây giờ nhìn tôi nhích qua. Rồi, mẹ mày tao phải phá nhà mày đã. Tất cả nằm trong tính toán, không phải là do game nhá các bạn nhá. Tất cả đều nằm trong tính toán của tôi. Rồi, bố mày bò giật lùi cho mày xem. À. Rồi. Mày ngủ đúng không? Các bạn thấy chưa? Tôi lôi cả tivi vào luôn. Không phải game, đây là tự tôi đấy. Võ Lâm 2 chưa có đâu. Đây rồi. Mày xong với bố mày rồi. À, thằng nào để cái tủ đây? Đây rồi, ui rồi. Nó chết rồi các bạn ạ. À, mẹ mày, thằng này hớt tay trên của tôi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ phải đuổi nó. Trời ơi, cái tủ nó vướng quá. Thằng kia nó bò mất rồi. Có nghĩa tôi là người phải bảo vệ thằng này. Nhưng mà tôi đéo ra được. Đéo hất được cái tủ ra. Má. Bây giờ làm nào bây giờ? Không thể dậy được luôn á. Mẹ game. Ây à. Cần quá. Ôi nó bò ra ngoài đến nơi rồi. Tự nhiên khi không đã gây án đéo đâu mà phải đi tù thay đó.
Thằng nhân vật nó cứ chui vào đây ấy các bạn ạ. Em hiểu trong cái gầm giường này nó có cái gì. Đấy rồi, tôi bắt đầu bò ra rồi. Vậy là Crowling Cat đã bị chết. Khi mà cảnh sát đến nơi thì chỉ có mỗi mình bạn với cả xác chết nằm ở đấy. Bạn đã bị bắt. Ủa, tôi có làm cái đéo gì đâu. Ráng lết đi anh, có cả mình phải giết thằng kia đúng không? Mình phải giết cái thằng áo đỏ rồi. Ok, chơi lại nhá. Mà tự nhiên khi không lại bị bắt. Ok, lại này, speedrun này. Thôi, cảm ơn anh em tặng sticker nhá. Ừ, xem này, speedrun này. Anh biết em là ai, không biết thì đéo là được. Bê skip intro này, ok, bắt đầu vậy. Thao tác nhanh luôn này. Tôi đâu? Đây rồi. Lần này thì đéo bao giờ có cái chuyện đổ linh tinh nữa luôn. Được chưa? Mượt chưa? Đừng bao giờ khinh thường người khác. Mày tưởng bố mày không làm được sát thủ à? Được chưa? Mày tôi phải trườn các bạn ơi. Mày tưởng bố mày không làm sát thủ à? Bố mày còn đứng lên đi đây này. Rồi xong, đập mẹ đầu vào tường rồi. Lùi lùi lại tí xem nào. Các bạn bình tĩnh thôi. Đây rồi. Ok. Được rồi. Các bạn lần này thấy thao tác của tôi nó nhuần nhuyễn hơn không? Rồi, con dao đang ở ngay trước mặt rồi. Tôi sẽ di chuyển theo kiểu lách 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 sang hai bên ấy. Đưa dao đây. Đấy rồi, bắt đầu tôi rẽ này. Được chưa? Khéo lắm, lần này khác không khác. Ui ui, thao tác quá nhanh. Đấy rồi. Ôi trời ơi, bỏ mẹ. Đi hơi sâu. Rồi. Tôi nhìn nó trườn vào đây này. Được chưa? Lần này có vẻ ok đấy nhờ. Mày. Bố mày phải giết thằng này trước thằng kia. Tao mới là sát thủ. Nó vẫn chết. Được rồi, bây giờ mình đuổi theo thằng này đúng không? Mày xong với bố mày rồi. Mày chạy làm sao được? Mày chờ bố mày tí. Trời ơi! Ra mà giết nó đi cơ. Tay tôi bị vướng vào cái bàn này rồi. Ê, chứ lại. Khổ quá. Tôi nó bò mất rồi. Rồi ôi, game khó thế. Nó bò nhanh quá các bạn ơi. Đây rồi. Mày, ôi trời, ôi vướng cái đầu. Ây à. Đập đầu vào trên ghế đau quá. Đây rồi. Mày chạy làm sao được với tao. Đâu rồi, thằng ôn con. Tôi phải đuổi kịp nó. Mày đây rồi. Nó mở cửa rồi. Mày. Ôi trời ơi, ngã mẹ vào đây rồi. Sao mà bể cá thế này. Tôi xong kẹp mẹ đầu vào đây rồi. Game khó đéo chịu được ấy. Nó từ đầu kẹp mẹ vào cái tủ rồi. Được rồi, tôi làm lại. Bắt đầu quen rồi. Mình vẫn bị bắt các bạn ạ. Bây giờ mình phải giết được thằng áo đỏ kia. Mình phải giết được thằng áo đỏ kia. Tôi làm được. Lại. ASD có mà mình di chuyển bằng 6 nữa này thôi, ok. Ok. Phải nhanh này. Tôi nghĩ là nút AD mình không cần động vào nữa rồi. Được chưa? Ok. Chết bộ mạnh. Đừng phá nhiều thứ quá. Không tí mình di chuyển khó. Trơn ra. Được rồi đấy. Mình sẽ phải tạo ra được một cái con đường nó thoáng thoáng một tí. Tí nữa mình lao vào mình đỡ chết. Ok. Khéo lắm. Tầm này lấy dao thì tốc độ chóng mặt rồi. Được rồi. Thật ra cái môn phái mà tôi từng học qua ấy là sát thủ là phải di chuyển theo kiểu như này các bạn ạ. Thì nạn nhân mới không nghi ngờ. Đấy các bạn thấy không? Trông thế này thôi nhưng mà tôi thuộc loại là nguy hiểm nhất môn phái đấy. Không phải tự nhiên mà tôi được giao cái trọng trách là đi giết thằng này đâu các bạn ạ. Là tôi phải qua một cái đợt tuyển chọn rất là nhiều sát thủ khác nhau ấy. Đồng môn với tôi là cũng nhiều anh em là cũng khéo nhưng mà chưa vượt qua được tôi. Đấy rồi. Đấy các bạn thấy không?
tôi còn tạo ra một cái cạm bẫy, tôi để đây thì thằng kia nó sẽ không thể di chuyển qua được. Rồi, tôi cố tình đấy. Đấy chưa? Các bạn thấy cái thao tác di chuyển của tôi nó nhuần nhuyễn hơn không? Mày. Từ từ nhá, từ từ. Tôi sẽ cần một cái đoạn rẽ ở chỗ này. Ok ok, quay lại luôn này, quay lại luôn này. Mày thấy bố mày chưa? Ô kìa, đá nó. Đấy, tôi khều được cái chân mà người nó rồi. Tôi khều được cái chân rồi. À, nó vẫn thoát ra được các bạn ạ. Ây da, ôi trời. Cái con mẹ đéo thể quay đầu được ấy. Đây rồi, đây rồi, đây. Sắp được rồi các bạn ơi. Đây rồi, đây rồi. Mày lần này mày chết bằng mắt. Cái tay. Trời ơi. Đây rồi, đây rồi. Đây rồi, đây rồi. Cái đầu. Nhanh lên. Mày trốn à? Mày trốn với tao à? Hình như tôi vừa đâm phải dao tự vào người mình hay sao ấy. Đấy rồi. Mày chạy bằng mắt. Vẫn đéo được anh em ạ. Thật ra cái thằng áo đỏ này nó cũng là sát thủ, nhưng mà nó thuộc cái môn phái khác. Từ từ, tôi làm lại. Vừa rồi là tôi cố tình tha chết cho nó. Để cho các bạn hiểu rằng khi mà mình tha chết cho nó thì mình sẽ nhận cái kết gì. Mỏi hết cả tay. Chơi mỏi hết cả tay. Ấn mỏi tay quá. Từ từ, bình tĩnh. Lần này cố gắng này. Đéo hiểu sao con game như này mà cũng gây hot. Được rồi, bắt đầu nhìn thấy cái đầu rồi đấy. Bỏ cái ghế ra đã. Mày. Ok. Khéo lắm rồi các bạn ạ. Thao tác mà đi từ di chuyển từ gầm giường ra lấy dao của tôi bây giờ là thuộc loại gọi là speedrun rồi đấy. Không ai nhanh hơn nữa đâu. Hay là chúng ta sẽ để cái bàn này ngang ngang ra cho thằng kia nó khó bò nhỉ. Đây rồi. Tất cả nắm tính toán đấy. Nhìn tôi đây này. Từ, tôi lùi lại thì đã. Rồi, tôi phải lật người các bạn ạ. Đây rồi, tôi nghĩ là mình phải nằm ngửa như này. Rồi, đấy, thấy chưa? Các bạn thấy cái bước di chuyển tôi chưa? Lần này tôi dùng chân di chuyển nhá. Đấy, tôi sẽ dùng nộ long cước tôi đá vào mồm nó. Rồi, ok. Đúng rồi, mình sẽ phải di chuyển theo kiểu ngược như này, tí nữa mình ra cho nó dễ. Từ từ. Rồi, thấy chưa? Lấy bàn chặn cửa à? Không cần đâu. Lần này tôi đuổi kịp nó, thấy chưa? Tôi bắt đầu rẽ này. Đấy, thấy chưa? Nhuần nhuyễn lắm rồi. Đây rồi. Bây giờ chỉ cần như này nhé, tôi vào xong rồi tôi lao ra là tôi đâm được thằng kia. Rồi, đây rồi. Mày xong với bố mày rồi. Cười à? Mày cười à? Ôi trời ơi! Đây, được. Tôi quỳ này. Mày chạy đâu? Mày chạy đâu cho thoát? Đây rồi. Mày. Ôi trời ơi! Tôi con mẹ đầu luôn. Đấy rồi, mày. Bò đi đâu hả bạn? Bò đi đâu? Tôi còn đứng được cơ. Nó rồi, nó bị kẹt rồi. Mày. Ây da, con mẹ tivi. Mày. Ui, mẹ thằng này nó né kinh quá các bạn ơi. Nó né hơi kinh đấy. Mày. Ôi trời ơi, mày cái bàn cứu nó nhá. Ây da,
Thôi, bị cái bàn đè mẹ rồi. Mẹ khó thế nhỉ. Bấm F11 xem nào. F11 game này game web mà. Đây đây, link đây. Nó né. Quả đấy nó né các bạn ạ. Giờ một lần nữa này. Mẹ mày lên kèo luôn. Các bạn tin lần này tôi giết được không? Mẹ mày, thao tác của tôi là nhuần nhuyễn lắm rồi. Tôi giết được không? Tôi cố tình tha chết cho nó để kịp thời lên kèo cho các bạn đấy. Có không? Mọi người tin tôi, có đi các bạn, lần này tin tôi. Tôi làm được. Vừa nãy các bạn nhìn cái thao tác di chuyển của tôi như thế là thuộc loại là nhuần nhuyễn rồi đấy. Không có full màn hình. Để như này thôi. Mọi người tin tôi đi. Đến lúc là tôi phải tự vào rồi. Anh em cứ đặt không tin đi, mọi người cứ đặt không tin đi. Tôi xin phép. Quả thật là không muốn lấy xu của các bạn đâu, nhưng mà thôi các bạn, nếu như mà đã không tin tôi thì tôi xin phép. 10.000. Yên tâm những anh em mà đặt có ơi, lần này tiền về. Không phải, mà lần này chắc chắn luôn. Ông non quá, tới gần hãng đâm. Làm gì có nút đâm. Nó chỉ cần bò được tới mục tiêu vậy, gần vắt là tự nó đâm thôi. 71.000 với 144.000 à, x2 à. Yên tâm anh em ơi, anh em lần này tin tôi. Các bạn nào đang ở bên Nimo có xu vào hết có cho tôi. Tôi sẽ đưa cái số xu này về cho các bạn. Mọi người tin tôi. Spec là đâm à? Ôi giời ơi, vừa lấy tôi đéo biết. Thế thì bây giờ nó chết mẹ rồi, bây giờ nó chết rồi. Đóng kèo nhá. Không tin không được, các bạn không tin không được. Đây, F5 này. Nhìn vắt này, phát này chuẩn chỉnh này. Đầu tiên là chúng ta không nên vội vàng. Chúng ta cứ di chuyển ra để giao đã, đúng không? Ok này, nhìn bắt đầu này. All in thua là mất đấy các bạn ơi. Lần này tôi chơi tử tế nó khác lắm. Được chưa? Này, cứ từ từ này. Không chạm vào một món đồ gì luôn. Rồi, chạm mẹ rồi. Rồi, bắt đầu rẽ này, thấy không? Chúng ta sẽ nằm úp như này. Cách là đâm đúng không? Thấy chưa? Thỉnh thoảng tôi còn đứng lên cơ. Không, các bạn lại bảo là tôi chân coi như đéo có. Thật ra là tôi dùng được đấy. Được chưa? Vậy tôi cố tình để cái bàn này chắn giữa đấy. Tí thằng kia không bò được đâu. Bò làm sao được? Ok chưa? Này, đấy. Tôi nghỉ tí đã, hơi mệt, nghỉ tí đã. Chờ tí nhá, nghỉ ngơi đã. Các bạn thấy nhân vật của tôi nó thở chưa? Này, tôi còn đứng lên này, đấy. Rồi, nằm úp này. À, đây rồi. Mẹ mày xong với bố mày rồi. Được chưa? Đâm thì tập trước này. Lăn phát đâm. Ok đấy, mượt đấy. Rồi, mình đi đường này. À, từ từ. Mình sẽ phải đi theo cái giật lùi. Để tí mình đỡ phải quay đầu đúng không? Rồi, lần này bình tĩnh rồi. Cái đàn guitar này không quan trọng. Nhìn tôi quay đầu này. Đấy. Đó, tôi nghỉ thì đã hơi mệt. Chiến thuật. Này, xong tôi bắt đầu nhích nhích này. Đấy, tôi còn dùng cả chân tôi đá cái tivi đấy, được chưa? Được, tôi nghỉ thì đã, hơi mệt thôi. Đéo lật được người lại rồi. Ôi rồi, không sao, cố tình đấy, nằm trong tính toán cả đấy. Rồi, bắt đầu tôi đứng, tôi thao tác, kẹp tay ở đây tí thôi. Này, tôi đâm này, đấy. Đâm thế này thì nó chỉ có chết, đúng không? Thao tác này được chưa? Ổn chưa anh em? Đấy, lật cái bàn này đi. Rồi, tôi đẩy cái bàn này vào đây. Nó làm sao mà thoát qua được cái bàn này? Mày bỏ cái bàn ra như nào? Bỏ cái bàn ra đã. Rồi, ok. Rồi, nhà này như nhà tôi ấy mà. Tôi ở đây mãi rồi, tôi quen rồi, tôi quen cả bố cục nơi này rồi. Ấy, ok,
Ok, bắt đầu này. Rồi, thấy chưa? Nhanh lắm. Rồi, tôi bò vào đã nhá. Rồi, bây giờ tôi di chuyển thêm cái bàn này đi. Cho nó kinh. Bỏ mẹ. Bỏ cái bàn ra như nào. Đéo bỏ được cái bàn ra. Nó dính mẹ vào người rồi các bạn ơi. Bố mày đâm cái bàn. Từ từ, đây, thoát rồi. Được chưa? Rồi, đầu tôi đập vào tivi, xem tivi tí các bạn nhá. Đấy. Cái dáng đứng xem tivi nó hơi mỏi đi thôi. Đây rồi. Vào rồi đấy, vào guồng rồi đấy. Đây rồi. Đây rồi. Vừa lấy mình đi lùi được cơ. Rồi, đây rồi. Hóa ra ấn hai nút này là đi lùi. Rồi, úi rồi ôi, trông như vũ công ba lê không. Từ từ nhá, bây giờ mình phải rẽ sang bên tay phải. Rồi, đây rồi. Cười à, mày cười với bố mày à. Mày, ôi giời. Không sao, nằm trong tính toán cả thôi. Mày. Bố mày cảnh cáo đấy, sợ chưa? Khôn hồn thì đứng lại đi. Đừng để tao bắt được. Mày. À, nó vẫn cương các bạn ạ. Không sao, tôi đuổi kịp được. Mày trốn bằng mắt đây rồi. Mày. Ăn xu. You kill him. Ôi, tất cả nằm trong tính toán. Này thì không tin này. Này thì không tin này. Có chứ còn gì nữa. Tôi chơi tử tế nó khác. Uy tín luôn, bảo đặt có không nghe. Xong đến lúc mất xu thì còn khóc cái gì. Ui trời ơi, tiền về. Lùa gà thôi. Ui trời ơi, 15.000 xu ngay. Lùa gà thôi. Làm gì mà tôi không làm được. Thấy chưa, các bạn thấy khuôn mặt của tôi cười tươi chưa? Đẳng cấp nhất môn phái đi được giao nhiệm vụ là đi giết người nó khác. Game này ấn mỏi cả tay luôn. Ấn mỏi cả tay luôn các bạn. Rồi, xong một con game.